Chào mọi người đã quay lại với kênh Bóp Ẩm Thực của hai mẹ con. Thì mọi người ơi, hôm nay hai mẹ con có ăn cơm với gà luộc chấm mắm nêm nha chị các bạn. Thì lâu ngày quá mình cũng thèm cái món này, cho nên hôm nay mình chia sẻ cái món này đến anh chị các bạn. Gà mình luộc rồi ăn cơm với mắm tôm, với cà pháo, rồi có cà chua, ớt. Mình ăn gì nó cũng lạ miệng anh chị các bạn. Lâu quá mình không có thời gian cho nên mình không có làm. Thì hôm nay mình có thời gian mình trang trí mình làm. Thì bây giờ hôm nay hai mẹ con Nhi mời anh chị cô chú các bạn ăn cơm cùng với hai mẹ con nha. Mình ăn. Thì cái mắm Nhi làm anh chị các bạn là cái dĩa Nhi ăn là có cà này, cà pháo, lá tí tô với lại ít mắm, ít cà chua, nên mình ăn trước. Còn cái này như làm sẵn một tô là mình để dành đó, khi nào mình ăn bún thịt luộc thì mình múc ra mình ăn luôn. Trong này tỏi, ớt, đường, chanh và thơm lá tí tô thì nó sẽ thơm cái mắm gì các bạn, mình để lâu nó thơm. Và bây giờ mời mọi người nha, mời mọi người ăn cơm với hai mẹ con mình nha. Cho mình ăn cái đường gà nên mình bóc tay luôn cả nhà. Mình ăn mắm nêm, còn bắp thì ăn muối chấm chéo á, muối chấm chéo anh chị các bạn. Ngon quá. Ngon bốc. Đói bụng mọi người. Hôm nay mọi người làm thì ăn thử rất là bắt miệng nha, rất là ngon. Buổi sáng thì Nhi không có ý định mua mắm nêm, nhưng mà tại Nhi thấy có cà pháo đó, ngon, cà pháo tím mới lên đó, cho nên
Cho nên là mẹ mua mắm nêm để ăn với cà pháo rồi ăn cơm với gà luộc luôn. Có ăn rau không? Ăn cà chua. Tại vì gà luộc mình làm cái nước chấm mà chấm mắm Thái cũng ngon chị các bạn. Mắm Thái, mắm nêm Thái nó loãng loãng á. Tại vì gà luộc mình ăn cơm với cơm tấm á, ngon lắm. Công nhận nó ngon thiệt mọi người. Ngon quá mọi người ơi. Cái này đúng ra mình ăn đồ ăn thì nhiều chứ ăn cơm thì ít, như múc có tí tí xíu cơm à. Ăn gà phải bóc tay mọi người. Còn hết thái đùi không? Cay không? Cay không? Ngon đúng không? Hồi nãy Nhi có mua bao tay. Mà Nhi không có mua bao tay bằng bóng á. Mà Nhi mua có mấy đôi bao tay thun, bao tay y tế á. Nhưng mà nãy mang vô nhìn nó giống y tế quá nên Nhi không mang. Cho nên thôi Nhi bóc tay Nhi ăn được. Xôi gà phải bóc tay anh chị các bạn ha. Xôi với gà. Gì xôi nè? Hả? Có nghĩa là xôi với gà thì mình dùng bằng tay á. Làm như được rồi. Mình lấy con miếng cơm biết ăn hết không à?
trong tâm nó dẻo. Cái này hơi gà, hột nhiều. Em hổ ít gì vậy? Ngon. Ngon. Bắp nó dính tùm lum ấy. Thì cái cơm dẻo á. Thì mọi người ơi, cái video của hai mẹ con á đến đây là kết thúc. Như mọi người cũng rất là dài rồi đó, và Nhi cũng cảm ơn cô chú anh chị các bạn trong nước như ngoài nước đã đăng ký kênh ủng hộ cho hai mẹ con, cũng như đã đồng hành cùng kênh. Và anh chị các bạn xem video nếu thấy hay, yêu thích thì đăng ký và nhớ like và để lại bình luận góp ý những điều thiếu sót của hai mẹ con cho những cái video sau nó tốt hơn nha anh chị các bạn. Rất chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ và để lại những lời chia sẻ với Nhi. Nhi rất là chân thành cảm ơn. Thì hôm bữa Nhi đi về thăm nhà ở Vũng Tàu đó, thì Nhi nói là Nhi lên Nhi sẽ quay cái hành trình lên. Nhưng mà hôm qua Nhi mới lên anh chị các bạn, nó thật sự là mình lên á, cái ngày mình về nó đã tơi tả rồi, cho nên mình thấy nó tả tơi quá. Đã tơi, tả tơi mà lên còn tả tơi. Nó tả tơi quá, xấu quá, cho nên mình không có sức để quay và không có tinh thần quay anh chị các bạn. Nó mệt rồi, người nó tả tơi á, nó xấu thì anh chị các bạn cũng đâu có thích xem, cho nên mình không có quay lúc mình về. Thì hiện tại hôm nay mình về lại Đà Lạt rồi, thì mình ăn vẫn còn ít rau. Nhai gơ cũng khổ chứ, rau còn, cà còn, với lại nhai gơ cũng hơi cực ấy. Bỏ miệng chết luôn. Còn cái đùi anh chị các bạn để chiều bắp ăn. Bây giờ thì mình xin hẹn gặp lại những video sau. Bye bye anh chị và các bạn thật nhiều. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và bình an nha.